Đã quay trở lại với Togame Online. Mình là Hưng Lụt và hôm nay rất vui được gặp lại anh em trong con game Land of Glory, một tựa game đang trong giai đoạn Early Access, truy cập sớm trên cửa hàng CS Play. Và phiên bản mình đang trải nghiệm đây là phiên bản dành cho hệ điều hành Android. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thử xem là Land of Glory sẽ có những gì đặc biệt nhé. Đầu tiên thì chúng ta đã thấy cái hình ảnh của nó khá đẹp rồi này, với nhân vật chúng ta này. Cái gì đấy? Phải. Thế rốt cuộc đây là một thanh kiếm và một cái khiên đúng không? Để trong cùng một cái... À đây, thanh kiếm dắt ở đây, dắt ở cái khiên đây. Ui, sáng tạo nhờ. Nhân vật này thì có rất là nhiều dao găm xung quanh người này, có một chiến binh kiểu sẵn sàng cho mọi tình huống đây. Max Soldier, nghĩa là đây có thể có khả năng là một tự game chiến thuật này. Ở đây mình nhìn thấy bên phải, đây chắc là các cái tộc người. Tộc người đây là Agen này. Max Soldier Capacity là cộng 1000 này, cộng 1000 lính, giới hạn lính này. Increase Infantry Attack này, tăng tấn công của lính lính bộ này. Và The Agen Civilization này, chắc là một cái kiểu chiến thuật theo dạng là đánh chiếm vương quốc rồi chia tộc người các kiểu đúng không? Đây là đây SAsia là người Đông Á này. Người Đông Á thì sao thiết kế giống người Trung Quốc có vậy? Nếu là người Trung Quốc thì viết thẳng ra là người Trung Quốc thì nhỉ, sao lại SAsia Đông Á thì còn có cả Việt Nam là Đông Nam Á. Đông Á thì gọi luôn là Trung Quốc đi lại cơ. Đây, cái này thì cũng như là mọi cái tựa game khác có cái nước Trung Quốc ở trong game thì cái đặc trưng của cái nền văn minh của Trung Quốc đó là tăng tốc độ cũng như là khả năng xây dựng. Ngoài ra thì nó còn sẽ có thêm cái sản xuất tài nguyên của 4%, tăng tấn công của cung thủ. Tăng tấn công của cung thủ thì mình nghĩ sẽ phải là Hàn Quốc thì chuẩn hơn. Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng về tài nghệ của các cung thủ. Chúng ta đã biết là có cái gì nhỉ? Ngày đấy có cái phim gì Hương Mông, không phải Hương Mông, cái chun là hay cái gì đó, Quân Cho Son ấy, người thần lớn Quân Cho Son ấy nhỉ? Mình không nhớ tên là gì nhưng mà đại khái là Hàn Quốc thì sẽ nổi bật hơn về cung thủ so với Trung Quốc. Và cuối cùng là tộc người Nin, nhìn giống Ai Cập nhỉ? Đúng rồi, người này là người Ai Cập rồi. Thế chúng ta có thể chia ra làm ba loại người. Người này là người châu Âu này. Kiếm nó rồi, sao lại đút vào? Khỏe, rất là nhìn rất là phương Tây này. Đây là châu Á này, Đông Á đúng hơn. Đây với biểu tượng của nhìn khá là giống Lai. Người nhìn kỹ lại mới giống hơi Lai giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Còn Nin này là chắc là người sông Nin đấy, Ai Cập, với cái rìu rất là to. Và tại sao mình lại nhận biết đây là Ai Cập? Các bạn thể nhìn cái thắt lưng của ông này đấy. Nhìn cái biểu tượng của ông này rất là Yu-Gi-Oh vui trò chơi luôn đúng không? Thế thì có mỗi nhân vật này là nam nữ gì cả. Nhìn tóc thì khá giống nữ, mặt thì có ngực nữ chắc luôn. Thế đây chỉ có một nhân vật nữ thôi, mình sẽ chơi SACL luôn nhá, vì đằng nào mình cũng thuộc người châu Á vô luôn. Holy Mountain Hogwarts Lauren. Lúc nữa skip rồi mình sẽ bỏ qua câu chuyện trước lại nhá. Chapter 1. Rồi, bắt đầu là chúng ta xây dựng. Đây là cái Lauren, tên thủ đô của chúng ta. Đầu tiên, your ally are ready for your command. Đồng binh đã sẵn sàng ra chiến thuật dàn trận. Cho con này lên trước này. Tấn công. Uầy, gì đấy? Mình sẽ công cái mọi thành này. Theo dõi đây, chúng ta có thể theo dõi bên trong cái trận chiến các cái thành này. Nhìn từ ngoài thì đơn giản thôi, bên trong căng phết nhỉ. Tựa game chiến thuật có thể nói là có đồ họa khá là đỉnh đấy. Công được thành chưa? Má này công được rồi, má này công được vào rồi. Cả ba phe đều công được vào thành hết rồi. Rồi vậy là chúng ta đã đột nhập được vào xong cái thành này rồi. Mình có thể thấy được góc nhìn không? Độ lực x 4 luôn nhá. Ui 8 luôn được ạ. Thế cho x 8 luôn có gì. Máu của cái thành này, sức máu của thành này còn nhiều, còn 13 luôn. Máu mình chỉ còn hơn 3000 thôi. Thành này bây giờ cũng gần hết máu rồi. Đi quanh cái này cũng hết. Mình lại
sao mà lại phải reconnect? Ơ tự nhiên bay khó hiểu nhỉ. Ơ rồi là mình đã vào lại Land of Glory rồi, mình cũng chưa hiểu tại sao tự nhiên lại bay. Chỉ có nghĩa là cái phiên bản này nó mới là phiên bản Early Access thôi, nên là cái hiện tượng giật lag hay bay thì mình có thể chấp nhận được. Đây, lại xem lại à. Spectate này. X8 lên nào. Công thành đây. 8. Hay tại vì đấy mình ấn nút nhỉ? Mình chỉ muốn theo dõi thôi mà. Nên phong cảnh diễn ra trong game này, nhà cửa góc này không ai công này. Mình có thể xoay 360 độ à, xoay 360 độ. Nó chỉ xoay ngang như này được thôi. Xoay ngang vào phòng to này. À, gần như là 360 độ rồi đấy chứ. Nhưng mà chúng ta biết cách xoay hợp lý, chúng ta có thể xem mọi góc trên bản đồ luôn. Mình thành công đây rồi, mình sẽ ra victory rồi. Chắc chắn là mình đảm bảo trận đấy kiểu gì cũng thắng thôi, là thôi xem thế thôi. X8 thì mình cũng chẳng xem được gì nhiều, thả X ra luôn. Bây giờ mình mới phải chiếm được cái thành này xong, bây giờ mình phải xây dựng cái thành phố từ cái đống đổ nát này. Xây thành phố giữa sa mạc này luôn. My City 1. Rồi, đã xây xong một cái kiến trúc. Workshop. Upgrade lên. Workshop là cái xưởng này đúng không? Rồi, workshop level 2. Fog Tower, đây là cái gì? This is chain way there the fog. Tại sao lại có cái fog này ở đây nhỉ? À, quỷ à? Những cái there should be treasure inside the Senji Tower. Let's take a look. Rồi, chúng ta sẽ phải đi. Đây là nhiệm vụ thám hiểm mà. Go to ấn đây, deploy quân ra đây đúng không? Cho một tướng ra đây xem. Start exploring. Got a blind. The black fog is so dense that I can't breathe. Nghĩa là cái bầu không khí ở trong này nó quá là ngộp, khiến cho cái nhân vật chúng ta không thể thở được. Rồi, ấn vào đây. Explore phát nữa xem này. The fog area, đây là bên trong đúng không? Wow, tìm được một cái hòm. Cốt truyện diễn biến của nó khá là ổn đấy các bạn nhỉ. Mở hòm xem nào. Đây là nhìn này xem chúng ta thu thập được gì. Đó là một cái hộp. Và đây là Silver Arrow, mũi tên bạc. Mũi tên bạc chắc thì để bắn Dracula quá. Ui thôi. Gì đấy? Escape, chúng ta có những lựa chọn khác nhau và nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có một lựa chọn thôi. Đó là bỏ chạy. Đấy. Chắc là trong nhiều tình huống nó sẽ đưa ra các lựa chọn khác nhau. Sau khi thu được cái đồ vật rồi chúng ta sẽ summon ai đây? À, cái mảnh ghép này để summon cái tướng này à? Một tướng của nhìn là dục kiểu cách của Hy Lạp lắm. Hero Awaken. Nhưng mà hậu duệ mặt trời nhá. Đây là Apollo. Chúng ta đã summon được Apollo. Đây là cái gì đây? Wow. What the hell? Phải. Thế là nó to như thế hay là nó vừa biến nhỏ đấy? Chìm trong bay tán loạn này. Boss, I can see the exact human monster. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy con quái vật khổng lồ đấy. Chuyên mô chút to deal with possible threat. À, chúng ta từng bước xây dựng lên một cái quốc gia của mình. Đấy, sau khi vừa mình xây được một cái bộ khung xong thì chúng ta đã ngay lập tức đã phải đối diện một con boss, à một con quái rất là khổng lồ. Rồi. Tấn công luôn à? Ui, bạn có xua không đấy? Bạn có xua không đấy, các bạn gì hướng dẫn đây? Để lấy quân này. Rồi, mang theo một đống quân đây. Càng nhê, chẳng nào. Ăn được không? Rồi, xem.
Rồi, nó có quân. Mình đang lên vế một chút, nhưng mà khả năng là vẫn thắng được không ta? À, thắng được rồi. Con quái to thế. Ui. À, bỏ chạy à? Tưởng như là ui gì đấy. Ui. The monster has escaped into the fog. Đi tìm chỗ này nào, chúng ta sẽ cử một cái như kiểu trong đế chế chúng ta hay gọi đây là ngựa giò. Ngựa giò. You decide to start a new chapter in the Fallen Land. Hiện tại thì cái cốt truyện nó chưa có nhiều lựa chọn lắm. Rồi chúng ta sẽ đặt tên đây nhé. Cái cốt truyện của nó chưa có nhiều lựa chọn lắm nên là chúng ta cứ từ từ đi từng bước một. Top game online. Ok. Ansgar found a fort in a new area. Nhận hết tài nguyên kiểu rebirth at the border. À, tái sinh ở vùng biên giới à. Đây chúng ta có encounter the fox. Chúng ta có hai lựa chọn. You can change elytra before searching again or track into the fog now. Chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đào tạo quân đội và lựa chọn thứ hai là cho cái con ngựa giò đi tìm quái vật và chiến đấu nó luôn. Làm cách nào? Mình phải search every inch of the island of the land. Thôi mình sẽ chơi các an toàn, đó là luyện tập huấn luyện quân đội. Rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Những cái đấy nó chính là cái bước ngoặt của game ấy. Nếu mà các bạn chọn đi tìm quái vật xong luôn thì có lẽ là nó sẽ bắt buộc các bạn sẽ phải đi dò, cho con dò thì dò khắp nơi từng inch một để tìm được con quái vật đó. Ui, map còn trong khi map nó rộng như này mà. Mình sẽ cho người ra đây tìm. À, chỗ này chưa thì đi qua được nên mình sẽ cho người ra đây. Rồi, quay trở lại. Mình sẽ bám theo các cái quest này nhé. Xây cái nhà này, mất 10 giây. Nhiệm vụ tiếp theo đây. Level up military field này. Complete now 1 phát. Complete now 2 phát. Đã xong. Trên 40 infantry troop. Mình sẽ trên 40 con này. Trên 200 con đi. Chơi luôn. Nhà đang có đầy điều kiện. Rồi, defeat level 3 monster. Level 3 đâu? Mình đang tìm xem ở đây có không? À đây. Đây con này level mấy? Defeat a level 2 monster. À, chúng ta phải đánh bọn level 2 trước. Cho hai đạo quân ra ổn không ta? Rồi, lấy full tướng rồi nhá. À, lấy full lính rồi nhá. Chuyện. Với cơ bản thì cái tựa game này nó có lối chơi khá là giống với một tựa game mình biết và nó cũng đang rất là nổi. Đó chính là Rise of Kingdom. Cái tên trước đây của nó là Rise of Civilization thì nó chia theo đa quốc gia như này. Và cả cách tìm kiếm để chiến đấu cũng thế. Thì cái tựa game Rise of Kingdom kia trước đây là của nhà phát hành Lilith. Không biết là giờ tựa game này là của ai đây, mình chưa kịp để ý. Do nhà phát hành nào? Đấy, từng các cái bước của nó khá là giống nhau. Trừ việc tự game này cho phép chúng ta theo dõi trực tiếp ra thôi. Và chúng ta có thể sắp xếp đội hình thôi. Tự game kia thì nó sẽ tự sắp xếp đội hình cho mình. Nghĩa là những tướng cận chiến sẽ đi trước này. Tướng chuyên ở đằng xa sẽ ở đằng sau. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể đây, level 3 đây. Quật cua. Đừng lấy bọn này. Lấy cho bọn level 1 này. Level 1 chiến luôn đi. Về làm gì? Đây lại về à? Không thể đi đánh dọc đường luôn được à? Cười nhỉ, sao không đi đánh dọc đường luôn được nhỉ? Mười phút nữa. À, 10 giây nữa. Đây.
Sao nó không đi đánh? À, mình phải tìm lại ngọn lửa ba để mấy đây. Sư tử. Vua sư tử. Wow. Talent tài năng này của cái gì vậy? Burning Ash. Punching Training này. Đây là talent của tướng nào vậy? Mấy loại tướng liền cơ. Được thôi, thì mình sẽ theo từng đường một xem con đường này. Battle Prayer này. Cộng Grid này. Đường này cộng Attack này. Và đường này cộng Warehouse Capacity này. Thế thì có lẽ là mình sẽ theo cái đường Grid thôi nhỉ. Đường Grid nghe có vẻ 5 ăn 5 thua quá. Cái này là làm sao để học được ta? Đây là... đây là cái talent của Apollo. Rồi. Thế nếu mà là Apollo thì đường bắn xa đúng không? Thì mình sẽ nâng theo cái đường Grid đi. Đây là talent của Apollo này, nằm đây này. Talent của mỗi tướng thì lại khác nhau à? Đây, tướng này thì mình sẽ lấy All Friend Unit Attack này nhá. Sẽ theo cái đường thứ hai này. Theo cái kiểu búp cho team mình. Đấy. Hết mình vì đồng đội luôn. Black Fox. Cái này là cái hiệu ứng khi mà chúng ta đi chiếm những cái Black Fox kia kìa. Nó sẽ giảm HP mà chúng ta sở hữu, đồng thời sẽ tăng sát thương mà chúng ta gây nên cho được kẻ địch. Đấy. Level 3 đâu? Ăn thịt bọn mày luôn. Cho full lính đi. Full rồi. Thôi full đi, cứ đánh đánh thôi. Mình còn đầy lính. Chúng ta có thể xây hai vương quốc một lúc à? Wow. Chúng ta đã có một Asia rồi. Điều kiện là chúng ta phải đặt cái nhà chính level 4, level 9. Được rồi. Em return ở đây đã nào. Khám phá khu này. Khu cạnh chúng ta là được 4 khu. Explore. Con scout đi tìm đến nơi chưa? Khá sáng chỗ này đây xem nào. Sao vẫn tối nhỉ? Sáng rồi. Ask for fraud, đâu fraud đâu. Level 1 Dungeon này, cái này chúng ta chưa đánh được. Level 7 mới đánh được. Đâu, mà tìm thấy một cái fraud mà. Đây chăng, đúng rồi. Đánh được không? Sao phải search cái fraud level 1 trước. Đây, đánh cái khu này trước này. Cái này chúng ta chắc là phải rally attack rồi. Chúng ta không thể attack cái này một mình được. Để mình sẽ thử về gom quân nhé. Mình sẽ về gom quân xem nào. Lead nào này, SDMI lên cấp nào, research đây, những cái nghiên cứu lip stock là để cái gì, nâng cao sản lượng, rồi mình sẽ nâng SDMI lên, nâng station lên luôn, government lên cấp nào, 20 kim cương để lên cấp luôn. Expand City. Nâng cấp thành lên luôn. Ngầu chưa? Cấp sau. Cấp sau thì có lẽ chúng ta sẽ được xây thêm. Consume Claim Owner. Trang Chapter 3. Desert Treasure Hunt. Chắc là cấp sau nó sẽ ra được hết cái việc này. Hiện tại đang có Smelting Plant để làm gì đây? Sau mill là để lấy gỗ này. Smelting plant này là cái gì nhỉ? Where city produce iron ore. Đây là cái xưởng, như cái xưởng rèn đấy. Quarry là mỏ đá này. Farm nông trại này, nhưng mà có một cái sự vô lý nhỏ nhỏ đó là cái này nó lại được thiết kế theo dạng ngôi nhà, nó lại bé này. Thế này thì làm sao mà nuôi được toàn quân được? Nó hơi vô lý một chút. Không sao, vô lý này chấp nhận được. Level up Infirmity level 4. Đây là cái như cái bệnh viện đấy. Nó như một dạng hospital ấy. Đấy. Nó sẽ, khi mà các bạn, trong cái quá trình các bạn chinh chiến ở ngoài,
thì sẽ đối đầu. Ô, nâng cấp được này. Đấy. Level 4 chưa? 4 rồi. Nó sẽ có những cái chấn thương. Đấy, cái quân ta sẽ gặp phải những cái tai nạn. Thế đó là khi mà chúng ta qua bệnh viện này để cứu chữa thương thì những chiến binh này mới có thể chiến đấu tiếp được chứ. Không thì nó sẽ những chiến binh nào mà bị quay quạt hẳn thì sao chiến đấu đúng không? Sang chapter thứ 4 này. Braving the Dungeon này, chúng ta sẽ đi khám phá cái Dungeon level up này. Level 4 này, đơn giản. Defeat level 4 monster. Xa thế. Attack. Lấy full quân đây. Tới luôn. Một đạo của Rally chúng ta hiện giờ chỉ được có hai hai ấy thôi. Upgrade on hero to level 5. Ui. Con sao đủ. Con sách đâu. Vừa đủ lên level 5. Hết sạch kim cương luôn. Equip one equip. Mình đã có trang bị chưa? Ồ, có rồi. Mặc hết cho cái ông này rồi. Apollo hậu duệ mặt trời này mất rồi. Moji, ôi, ôi. Gì đấy? Vãi Iron Man à? Iron Man của tàu à? Đúng là game này như là game của Trung Quốc rồi. Thiết kế riêng cho Trung Quốc một kiểu nhìn rất là hoành tráng này. Các nước khác khá là bình thường. Nhìn nó không có gì lạ mấy. Athena thần chiến tranh. Quyến rũ nhờ. Rất là đẹp. Đây chúng mình đi một vòng khám phá các tướng nhá. Úi da. Thương rất là gấu. Đây là Hequin này. Heracle này. Đây chắc là Cleopatra rồi. Đúng chuẩn luôn, mình chưa kịp nhìn hình, mình nhìn avatar mình đoán được rồi. Đúng không, Ai Cập. Màu đen, biểu tượng của Ai Cập. Emperor Queen đây là. Không phải. Wow. Bọn Trung Quốc đúng là rất biết cách tự ấy cho mình. Đây, đừng đây đừng vào là Tân Thủy Hoàng nhé. Nào nhìn biến thái này nhỉ, chịu rồi. Rất là nhiều nhân vật Osiris này. Caesar. Quan Yu, Quan Vũ, Quan Vũ. Điều mình thích nhất Quan Vũ. Kinh. Chém vào gió bay các kiểu này. Mochizuki Chiyo. Ninja Nhật Bản. Anubis. À, con này chúng ta vẫn hay thường gọi với con tên là Natsu đấy. Nên là thần Anubis và Ashoka của Ấn Độ hay Ai Cập gì đó. Ai Cập, Ai Cập. Một ông này nhìn vô lý nhỉ. Moji này. Úi giời. Iron Man gọi chắc gọi cũ quá. Ở như vậy chúng ta đi một vòng xem các tướng này. Và chúng ta cũng đã khám phá một vòng các cái kiến trúc cũng như là các cái lối chơi cơ bản của Land Glory. Thì nhìn chung là tựa game này có cái form của nó khá là giống với những tựa game chiến thuật đi trước mình đã nói. Đại diện tiêu biểu của nó là Riot Kingdom. Có cái khác ở đây nó là cái đồ họa, cái bối cảnh cũng như là cái sự xuất hiện của những vị tướng đây nó khác hơn một chút thôi. Nhưng mình nhìn chung là khá là giống. Thì nó, như vậy thì mình nghĩ là nó cũng không có quá nhiều điều mới mẻ đối với mọi người rồi. Mình sẽ cho con game này với số điểm là 7,5 điểm. Thực sự thì mình mong chờ một sự sáng tạo hơn ở nửa sau của tựa game này. Tại vì các bạn nào có thời gian các bạn trải nghiệm kỹ hơn tựa game này sẽ để lại comment cho chúng mình biết là tựa game này có những cái gì và thiếu những cái gì nhé. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau hấp dẫn hơn nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.